Dạ, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và một bài hát tiếp theo thì Khánh Dung xin gửi đến các cô chú, các anh chị một bài hát cũng rất là sôi động, được remix lại. Bài hát được mang tên Hot, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngày thật là vui vẻ, một ngày lễ thật là hạnh phúc. Xin cảm ơn ạ.